Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Lửa Bóng Đá. Thì hôm nay Thọ đang ở một nơi rất là đẹp của thành phố Quy Nhơn. Hôm nay mình không có quay trong sân động các bạn nha. Mình quay bên ngoài. Đây các bạn. Đây là một đoạn đường rất là đẹp của thành phố Quy Nhơn quay cho các bạn xem. Đây là đường Xuân Diệu, được xem là một trong những con đường đẹp nhất Quy Nhơn hiện nay. Thì các bạn nếu mà có du lịch đó, thì có thể đến Quy Nhơn du lịch. Hiện nay là Quy Nhơn đang là điểm du lịch rất là hot trong cả nước. Còn đây là xe của câu lạc bộ Tô Bê Lê Bình Định. Thì hôm nay thì Bình Định đang tập câu lạc bộ Bình Định đang tập thể lực trên biển các bạn nha. Đây xe của Tô Bê Lê. Đây Bình Định đang tập thể lực trên biển, quay một số hình ảnh về biển Quy Nhơn cho mọi người xem, rất là đẹp nha các bạn. Biển Quy Nhơn là một trong ba bãi biển đẹp nhất cả nước hiện nay, cùng với biển Đà Nẵng và biển Nha Trang. Biển Quy Nhơn đẹp như thế nào thì mình sẽ quay cho các bạn xem một đoạn biển Quy Nhơn nhé. Đấy, biển Quy Nhơn là một bãi biển mà phải nói là nó có cái hình vòng trăng khuyết hoặc là lưỡi liềm nha các bạn, dài khoảng 7-8 cây số vậy đó, cực kỳ đẹp luôn. Còn đây là khu vực của câu lạc bộ Tô Bê Lê Bình Định đang tập thể lực trên biển. Tính thoáng thì khoảng tầm 2-3 tuần thì câu lạc bộ sẽ tập thể lực trên biển một lần. Đấy, rồi sau đó tập ở sân cỏ rồi các phòng gym. Đang chạy thể lực trên biển các bạn, đang chạy thể lực. Các cầu thủ Bình Định, Tô Bê Lê Bình Định đang thực hiện cái bài tập chạy trên bờ biển 4 cây số các bạn. Tranh thủ quay những ngôi sao của Tô Bê Lê Bình Định cho mọi người xem. Hồ Tấn Tài đang ép cân các bạn. Hồ Tấn Tài đang ép cân cho nên mạch hiện tại thì câu lạc bộ Bình Định hai cầu thủ nước ngoài là Linh và Henro là chưa tập trung các bạn, với Lý Công Hoàng Anh đang tập trung đội tuyển U23, còn lại là tương đối đầy đủ. Các cầu thủ về sâu trong buổi tập này. Vũ Kim Quang,